Ngày 21 tháng 12, Phó Chủ tịch Ban dân phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, một ngư dân địa phương trong lúc đánh bắt đã bắt được một con cá mú nặng gần 70 kg. Những người trên tàu đã phải dùng hết sức mới có thể kéo được con cá lên bờ. Theo đó, ngư dân bắt được con cá mú khủng là ông Hồ Viết Kỳ, trú tại phường Quỳnh Phương. Cách đây vài ngày, khi tàu cá của ông Kỳ đang thả lưới đánh bắt tại vùng biển ngoài khơi, đã phát hiện con cá mú lớn mắc vào lưới. Phát hiện sự việc, nhiều ngư dân trên tàu đã hợp sức kéo con cá lên thuyền. Con cá mú sau đó được xác định nặng gần 70 kg. Theo các ngư dân đi biển lâu năm, thi thoảng người dân có đánh bắt được cá mú từ 30 đến 40 kg. Tuy nhiên, con cá nặng gần 70 kg thì từ trước tới nay chưa ai đánh bắt được. Con cá trên sau khi đưa vào bờ đã được bán lại cho thương lái với giá 14 triệu đồng.